Các bạn đã quay lại với kênh Minh Rock Guitar. Nên tôi giới thiệu các bạn hai cái loại phơ mới mà giá nó tương tự như nhau. Thứ nhất là Donner Arena 2000. Cái này có tích hợp sẵn Bluetooth. Cái vỏ nó bằng nhôm, rất là mát bút, rất là sang trọng. Ok. Một số cái thuật ngữ của nó sẽ hơi ngược ngạo, hơi khác với những cái phơ truyền thống một chút xíu. Ví dụ như tôi kiếm lòi con mắt không ra cái nút sell, tức là lưu tiếng. Này nó sử dụng cái chữ khác, nó ghi là chữ store. Thì chịu nổi không? Đương nhiên một số cái tính năng nó sẽ nó hơi ngược ngạo chút xíu, nhưng mà về cơ bản thì nó đầy đủ tất cả các tính năng. Thì tôi tìm tòi cũng hơi mất thời gian chút xíu, nhưng mà tiếng cũng khá ok đó. Nó cũng ngang ngửa với thằng này, nó là Valeton GP200GR. Đây là cái phiên bản rút gọn của cái phơ GP200 mà tôi có video clip demo 2 ngày chỉnh tiếng trên tất cả những cái dòng đàn từ rẻ tiền cho đến vài trăm triệu đó. Thì tiếng nó cũng giống y chang như GP200, nhưng mà đây là phiên bản rút gọn hơn. Các bạn thấy là nó nhỏ gọn hơn, nó ít pedal hơn đó. Nó rút gọn giống như là các hãng nó thường có cái chiêu là ra một cái phơ to, sau đó cái nó làm cái phơ nhỏ giống y chang vậy, chip giống y chang vậy, nhưng mà cái đường dây tín hiệu nó sẽ rút gọn hơn, bộ nhớ nó rút gọn hơn, nhưng mà tiếng cũng y chang đó. Giá của cả hai cái này nó đều đồng giá nhau, hiện tại nó đồng giá nhau là 6,9 triệu đó. Thì tôi sẽ làm tiếng luôn cho các bạn đó. Đó, hàng này, một thằng này màu đen, Valeton GP200 GR. GR là Junior đó, là con nhỏ đó. Còn này là Arena 2000. Này thì có Bluetooth nè. Này theo cái xu hướng công nghệ mới là thích Bluetooth, nó có sạc Bluetooth. Rồi tiếng demo thì các bạn có thể xem, bấm vào cái góc trên bên phải màn hình, dấu chấm than. Đó, nó có các video clip mà tôi demo tiếng rất nhiều cái loại phơ. Còn nếu sử dụng điện thoại thì các bạn bấm ở dưới, nó có dấu ba chấm xem thêm, hoặc là nút more, các bạn sẽ thấy các video clip mà tôi demo tiếng ở dưới. Rất nhiều video clip, rất nhiều. Ok. Còn nếu có thắc mắc gì hãy comment ở dưới để cho tôi biết. Có cái nhu cầu gì đó, so sánh cái này với kia, cái này thì cái nào hơn gì đó. Theo kinh nghiệm mà sử dụng tình trường rất nhiều loại phơ rồi, thì tôi sẽ cho các bạn biết nên chọn cái nào thì nó đúng, phù hợp với từng nhu cầu của các bạn. Sẽ có những bạn là thuộc dạng thích đủ thứ, cái gì cũng thích hết. Thì đương nhiên là các bạn phải chọn lựa. Trong cái tầm kinh phí nào đó nó loanh quanh thì mình phải chọn lựa. Thật ra những cái phơ mà tầm kinh phí nó loanh quanh vậy, chất lượng cũng xem với nhau, nhưng mà sẽ có một số cái nó chuyên vào cái dòng nhạc hơn đó. Thì comment ở dưới cho tôi biết ý kiến, rồi tôi sẽ giúp các bạn giải quyết các vấn đề mà các bạn gặp phải trong việc mà băn khoăn phân vân không biết nên chọn cái nào, cái này hay cái kia. Ok, hãy nhớ là bấm subscribe và nút chuông thông báo cho kênh Minh Rock Guitar. Bên cạnh đó tôi cũng có một kênh mới chuyên về giảm cân và giữ được vóc dáng thể lực. Thì các bạn có thể nhớ theo dõi cái kênh đó, tên là Minh Rock Giảm Cân, hiện có mặt trên YouTube, TikTok và Instagram, từ khóa là Minh Rock Giảm Cân. Cảm ơn các bạn.